Theo đánh giá của Ủy ban châu Âu, quy mô thị trường toàn cầu hiện nay cho các sản phẩm dịch vụ xanh ước đạt hơn 5.000 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với các thị trường truyền thống. Dự báo đến năm 2030, nền kinh tế xanh sẽ tạo ra khoảng 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu. Hiện nay, kinh tế xanh là sự lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia ở khu vực và trên thế giới. Thúc đẩy kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ở Việt Nam không chỉ là yêu cầu trong quá trình hội nhập hiện nay, mà quan trọng hơn là xuất phát từ yêu cầu nội tại của nền kinh tế nước ta. Xây dựng một nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì là một cái giải pháp tổng thể của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là phải sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Chúng ta phải hình dung trong một cái bối cảnh lớn, tức là khi đất nước chúng ta có rất nhiều các cái cam kết quốc tế, đã tham gia rất nhiều các quốc tế và đặc biệt lưu ý đấy là cái việc của chúng ta sẽ cam kết thực hiện cái việc đưa phát thải ròng về không vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại cái COP mà hội nghị COP 26 tại Glasgow. Thực chất là chúng ta phải tái cơ cấu nền kinh tế theo cái hướng phát triển bền vững. Bộ Tài nguyên Môi trường là với vai trò là cơ quan tham mưu của chính phủ thì đã xây dựng từng bước xây dựng các cái cơ sở đề xuất các cái chính sách rồi và cũng như các quy định về luật pháp tạo ra hành lang pháp lý để chúng ta có thể định hướng cho những các giải pháp cụ thể nhằm đạt được cái mục tiêu đưa phát thải ròng không vào năm 2050. Thời gian qua, triển khai sáng kiến xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa thông qua mô hình hợp tác công tư PPP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hợp tác cùng Unilever và các đối tác khác nỗ lực thực hiện hóa mô hình phân loại tại nguồn và thu gom tái chế rác thải nhựa. Từ năm 2020 đến nay, các dự án hợp tác của Unilever đã thu gom được hơn 20.000 tấn rác thải nhựa và tạo điều kiện cho hoạt động tái chế nhựa khởi sắc tại Việt Nam. Mặt khác, từ năm 2021, Unilever đã tích cực phối hợp cùng với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình trồng cây gây rừng vì một Việt Nam xanh với mục tiêu 1 triệu cây xanh đến năm 2025. Đến nay, 380.000 cây, 60.000 banh hạt giống đã được trồng tại 19 tỉnh thành và 9 công viên quốc gia, góp phần tái tạo thiên nhiên, tạo ra nguồn carbon tích cực giúp giải quyết biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, thành phố Hà Nội đã hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp Chung tay hành động vì Hà Nội xanh nhằm phát huy sự tham gia rộng rãi của hệ thống chính trị, tổ chức, cộng đồng, tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh đến diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Như chúng ta biết, đây là những cái sản phẩm đang được giới thiệu và nó thực hiện rất thiết thực cuộc sống. Như chúng ta đã trong thời gian qua đã làm những cái vấn đề phân loại rác thải. Đây là kịch bản phân loại rác thải đề án tổng thể đầu nguồn theo luật bảo vệ môi trường 2020 và rác thải đã được bà con phân loại hữu cơ, giảm thiểu rất nhiều và đã đưa cái vấn đề tiết kiệm trong vấn đề thu gom phân loại rác để đưa đi xử lý. Đây cũng là một trong những giải pháp mà đã được đánh giá là rất là cao và bà con đã có ý thức ngay từ phân loại đầu nguồn. Thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất. Các chuyên gia kinh tế nhận định, kinh tế xanh là nội dung quan trọng của phát triển kinh tế bền vững và quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ đến bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Tại Việt Nam, để tăng tính cạnh tranh trong hội nhập và toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp cũng đã coi trọng phát triển kinh tế xanh thông qua việc sản xuất cung ứng hàng hóa theo các tiêu chí xanh, sạch, minh bạch thông tin sản phẩm để khẳng định vị thế trên thị trường. Thì chúng tôi chỉ đã làm trong các năm vừa rồi nhưng mà trong năm tới thì sẽ là chuyển đổi hết sức là mạnh mẽ ở tất cả các khâu. Đối với nông nghiệp, tụi tôi có 13 trang trại thì tất cả đều đã được trang bị năng lượng mặt trời. Là tất cả đã sử dụng cái năng lượng biogas để mà tái tạo, năng lượng tái tạo. Các nhà máy cũng tất cả cũng đã là năng lượng mặt trời. Thì chúng tôi cố gắng là đến năm 2050 theo cái cam kết của Thủ tướng Chính phủ là Việt Nam Zero Carbon. Thì chúng tôi cũng đang phấn đấu là đến đó bằng tất cả các phương pháp làm sao
giảm bớt cái khí thải, và sẽ một cái biện pháp rất là lớn, đó là trồng cây xanh. Việt Nam với tiềm năng và vị thế địa lý kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam cần khẳng định rõ tăng trưởng xanh phải là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn. Tăng trưởng xanh phải lấy con người làm trung tâm, phải dựa vào thể chế và quản trị hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, phải định hướng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng thông minh và bền vững, tạo động lực để đầu tư tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế xanh. Việt Nam cũng đã xây dựng chiến lược cụ thể cho tăng trưởng xanh như định hướng phát triển đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Chiến lược chỉ rõ nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp. Đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của quốc gia. Tuy nhiên, cần hoàn thiện và sớm ban hành bộ chỉ tiêu đo lường tăng trưởng xanh cấp quốc gia của Việt Nam. Theo đó, cần bổ sung một số chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thiện và áp dụng bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2025-2030.